Hội nông dân tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ký kết liên tịch với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Tây Ninh trong việc thực hiện chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp. Theo kế hoạch năm 2018, Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Tây Ninh cho nông dân tỉnh Tây Ninh vay 90 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, ngân hàng này đã giải ngân trên 67 tỷ đồng. Có 61 trên 95 xã phường thị trấn thuộc 8 huyện thành phố trong tỉnh có phát sinh dư nợ trong năm 2018 trừ huyện Tân Biên. Ông Trần Văn Hận, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Tây Ninh, ghi nhận sự phối hợp tốt giữa Hội nông dân các cấp và Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Tây Ninh đã giúp nhiều hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn để phát triển sản xuất chăn nuôi, nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên, ông Hận cũng cho biết mức lãi suất của ngân hàng liên Việt cao hơn lãi suất ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0,02%. Mặc dù thấp hơn các ngân hàng khác và thời gian xét duyệt hồ sơ còn kéo dài, ông Hận đề nghị lãnh đạo ngân hàng liên Việt xem xét rút ngắn quy trình thẩm định hồ sơ để nông dân được giải ngân nhanh hơn.